Dạ bao nhiêu hả? Nhà này hả? Nhà này 503. 503 hả? Ok sir. Phòng nó nhỏ quá À, hai phòng này nhà ta. Phòng nhỏ nhỏ. Phòng mà 10 by 10 chắc. Nhưng mà kẹt kẹt cái ở làm cái này rồi. Ở làm cái cái này. phòng family room rồi đó. Cái này đẹp. Ở đó giờ nó rộng rồi. Không có, chỉ có cái master. Đúng rồi, nhà mới gì nó khác. À. Nhà này chỉ có 2,5 cái này cái này cái này laundry room mà không có cabinet vậy. Nhà này nó nói 2,4 em coi trong đó em cầm với nó. Walk-in closet, master bedroom, view, beautiful view. Lâu lâu trời ơi, lâu lâu nhìn là đẹp quá lâu. Nhưng mà cái tác gia no like it. Oh, cái vòng bathroom mà đẹp quá đẹp. Yeah. Wow, làm cái thai là đẹp quá ta. Tôi khoái làm cái thai vậy, gió sạch nè. Làm cái thai vậy. Em xuống lấy anh cái phone này, anh muốn video cho anh xem là cái video gì tôi để tôi gửi cho. Nhưng mà cái bát gia dạ, đẹp quá. Buổi sau này nó có tới hai cái closet lận ta. Wow, cái bồn tắm này đá quá nè. Cái này nó phải cái bồn tắm này nó phải jacuzzi, cái này bồn tắm thường. Cái này được cái view đẹp mà. Làm tấm thường thôi. Em có jacuzzi nhưng mà nó tôi thoái thoái làm cái thai đẹp nữa ha. Thai này láng con vậy đi đi sợ chờ nó té nha. Ha. Trời bự vậy chứ một năm mình ngồi tắm được bao nhiêu lần. Nhưng mà sao cái nhà master bedroom mình nó làm tới hai cái closet ta? Cái bên này, cái bên này. Nó làm closet chi nhỉ? Uổng vậy. Cái này bỏ cái này ra cho cái phòng nó bự đã. Cái này lo sợ quá mừng. Ông nhìn cái tay của ông đã biết rồi, ông nhìn ông mặc quần áo vậy nó biết ông mặc con sắc sành rồi. Nhưng mà nó nhìn ông biết là dân dân roofer rồi. Không, nó không biết roofer đâu, nó biết con sắc sành đâu mà biết là gì. Cái này là nó phải phòng khách, cái này là phòng nó kêu là cũng chẳng là family room đó mà là ba phòng ngủ. Cái phòng này nó kêu là phòng ba phòng ngủ à. Còn cái này là bốn phòng ngủ nè. Cái này vậy mà nó đòi vậy mà nó kêu là 2,000 2,400 ha. Nó kiểu cái cửa sổ sao nó không đóng molding ta? Mua lên không đóng mua lên mai mốt nước nó vô dễ hư lắm. Nước cửa sổ đó, nó chảy ra cái moisture nó làm cho crack. Ồ nó có built in cái built in cái bookcase này toàn xịt rock không chứ gì đâu. Thì nó xịt rock cái này nó mò thôi, cái này nó mò ở gì thêm mấy cái cửa đít phần đấy. Nhưng mà cái thằng cha thái công á, thằng cha thái công mà thằng cha thái công mà interior design á, ông không thích mấy cái đèn cái mấy đèn đèn Ken này cũng thích à, cái đèn đèn cái đèn này nó không thích ta, sao không thích? Nó kêu cái đèn này là đèn rẻ tiền. Này cầu thang này cái kiểu này không đẹp bằng bên kia, nó bill lắm ơi, không đẹp bằng bên 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 tôi, không đẹp bằng bên tên khu rồi. Cái hallway này nó nhỏ quá,
Yeah, the only thing the backyard look terrible. The backyard. Terrible. Yeah. Look terrible. It just picks up the fact that these are built on a slope. Oh. Some of the ones that are facing north or south. Chicago. But this one's out of the view. Yeah, this one got the view, but the backyard is not so good. Yeah. Slope down. Then. So more money. So. Yeah. Well, and for the builder to do it, he'd have to re-permit and resubmit plans and. Yeah, because the yard over here. Oh yeah, yeah, I can see it. This pantry. I mean, all of these along the ridge.